Chào các bạn, mình xin tự giới thiệu, mình là Ngô Bá Thuấn. Hiện mình đang là nhân viên kinh doanh của công ty cổ phần Kata. Hôm nay mình xin chia sẻ với các bạn một trong những cái vật liệu mới trong ngành đóng gói bao bì hiện nay, đó là giấy tổ ong. Có lẽ các bạn đã nghe về giấy tổ ong, nhưng có lẽ các bạn cũng chưa hiểu được về, cũng chưa nhìn thực tế được cái giấy tổ ong nó như thế nào, cấu trúc của nó ra sao. Thì hôm nay Thuấn xin chia sẻ với các bạn về cái loại bao bì đóng gói mới này. Cái bao bì cái đóng gói bằng giấy carton, nó là một trong những vật liệu mới xuất hiện gần đây ở thị trường Việt Nam, và mình nghĩ rằng một tương lai không xa nó sẽ là một cái sản phẩm có thể thay thế được mút xốp, là những cái sản phẩm mà nó không thân thiện với môi trường. Bởi làm sao mình nói như vậy, là giấy tổ ong nó hoàn toàn sản xuất từ giấy tái chế, do vậy nó có thể tự phân hủy một cách tự nhiên, do vậy rất thân thiện môi trường. Và xu hướng sau này thì các nước tiến tới có một cái quy chuẩn chung là các sản phẩm thân thiện với môi trường. Thì giấy tổ ong thì nó cấu trúc gồm có lõi giữa và hai giấy mặt, độ dày mỏng khác nhau thì do yêu cầu của tùy khách hàng, mình sẽ có cái loại dày và loại mỏng. Và đây là lõi của nó, dày mỏng khác nhau. Như các bạn biết, trong cái giấy tổ ong này thì nó chịu lực được sức nặng và cái độ va chạm cơ học rất là tốt. Thì mình cũng giới thiệu thêm cho các bạn về cái công dụng của cái bao bì này và nó sử dụng như thế nào. Thì như các bạn biết, trong cái ngành đóng gói sản phẩm xuất khẩu thì nó có chức năng là đóng bao bì, làm bao bì, ví dụ đóng thùng, đóng thành những cái thùng, ngoài ra những cái góc thì mình sử dụng những cái thanh nẹp V. Những sản phẩm này hoàn toàn bằng giấy nên cũng thân thiện với môi trường. Nó tạo thành cái góc rất là chắc. Ngoài ra, cái giấy tổ ong này mình có thể sản xuất được những sản phẩm như pallet giấy. Các bạn đã từng nghe những cái pallet, từng nhìn những pallet là bằng gỗ hay bằng nhựa, thì đây cái sản phẩm giấy tổ ong này hoàn toàn có thể sản xuất được một cái loại pallet giấy. Những sản phẩm nó có thể chịu được lực tương đương với những sản phẩm bằng làm bằng giấy, là bằng gỗ hay bằng nhựa. Nhưng mà cái ưu điểm của nó là rất thân thiện với môi trường, nhẹ. Ngoài ra, như các bạn biết, các sản phẩm xuất khẩu đi các nước có nó đặt ra cái chỉ tiêu rất là nghiêm ngặt trong vấn đề là khử trùng, khử mối mọt. Thì ví dụ bạn đứng đóng pallet gỗ thì bắt buộc là bạn phải làm cái quy trình khử trùng trước khi nhập khẩu vào các nước. Nhưng mà khi bạn dùng cái pallet giấy hoặc là những cái thùng giấy thay cho cái thùng gỗ thì nó không phải là có qua các khâu thủ tục là phun trùng. Do vậy quá trình làm thủ tục hải quan, thời gian làm sẽ gọn nhẹ hơn, và tuy nhiên nó vẫn đáp ứng được những tiêu chuẩn chịu lực, chống va chạm, và nó được giảm được cái chi phí khi vào vận chuyển. Khi đóng bằng cái sản phẩm bằng hoàn toàn bằng giấy này sẽ nhẹ, tiết kiệm chi phí doanh nghiệp rất là nhiều. Vâng, tôi xin chia sẻ cho các bạn một số thông tin về cái bao bì giấy tổ ong. Nếu có thông tin gì cần trao đổi hoặc biết thêm chi tiết, xin các bạn liên hệ với chúng tôi, công ty cổ phần Kata, 377 Nguyễn Bá Vân,
phường Thảo Điền, quận 2, thành phố Hồ Chí Minh.